Người ta tới giờ là thấy đỡ rồi đó, không đi đọt là thấy được. Rồi đọt mà không đi đơn giản, không đốt mà không đi, mà đốt nó hư coi, nó xuống coi ghét ghê luôn. Nếu mà đốt cái này mà 1 tháng là phải mới cứ dìu. Tại là nó trụi lá quá, anh buộc anh phải dìu đường lá hay lá, làm về lá nó không làm về không nổi. Mà của anh em thấy nó thấp thấp mà sao gió dữ ta? Thấp hơn so với cái độ cao bên kia mà. Nó uốn nát hết rồi mà nó uốn. Còn cái nước màu xanh là chặn đọt. Nghiên cứu thôi là 1 năm về phun cái đó 10 chai không? Anh em đầu phun ghê lắm, anh phun cái không lớn đâu. Năm đầu anh phun anh phun 7 thùng đấy, 200 mấy chai đấy. Thì nó chia theo cấp độ, giờ từ thằng lăng này rồi tới thằng Cali này, tới thằng đó rồi tới thằng Bạc Lo cuối cùng. Thì anh đang dùng, anh chưa dùng cái bài cuối cùng đâu, bài cuối cùng nó hại đất lắm. Thằng Bạc Lo anh chưa dám, anh nào không dám dùng, anh chỉ dùng này lên thôi, cái chiến bẫy thôi. Còn mưa cái bơ anh cũng dùng rồi, 2 kg 2,5 kg, nó chỉ làm dè mưa nó không đứng. Giống như pha mà nếu mà MKB á, mà anh pha thêm thành thuốc sâu nữa là nó quýu luôn. Thật chất trong cái thuốc sâu nó vẫn làm quánh đọt nha. Quánh giá em vùng vàng nó quánh không ấy. Đúng rồi đó, thế này mà mấy ông muốn nó ở miền Đông là nó quýu đọt, là cái ảnh cái độn hàng thuốc sâu vô nữa là nó quýu. Mình chưa dám dùng, chưa quen, mình sợ không dám dùng. Cũng có nhiều người ta dùng kiểu đó đâu. Thì MKB anh trộn thuốc sâu nó quýu rồi, cũng nghe nói mà anh chưa, nói chung mình chưa dùng, mình chưa dám. Cái thằng nào quen mình dùng. Hai thằng nóng nó cộng lại nó chứ quán đọt thôi, cho nó không có rụng như thằng mà anh dùng cấp độ cao hơn. Thằng 297 đó thì mình dùng cao là nó rụng hết. Dùng cao quá là nó rụng lá dè luôn. Anh dùng cao hơn cao này, anh kêu quýnh cho 1 lần luôn, quýnh 2 lần mệt quá. Mấy năm trước là anh kêu quýnh 2 lần, quýnh nhẹ nhẹ, quýnh 2 lần. Bữa nay em học được anh cho cái mà mình đúng mình phun cho nó rụng xong bắt buộc phun ngược lại để cho nó mát cài lại cây. Phải phun nha. Anh mùa nắng anh phun nha, năm vừa đầu anh phun mà nói chung anh chặn xong cái mưa mất phun gì nữa. Mưa nó không mát coi thôi anh cũng phun. Mà nó trôi bớt à. Mùa nắng là phải phun. Phun chừng 3 ngày là phải phun nó. Dù phun nặng hay phun nhẹ cũng phải phun dòng mát nó, tảo biển. Nhưng mấy món đó thì kêu công nó phun chứ anh phun chi đuối họng luôn mà. Công nó tắm thí gì chứ. Ấy là kêu công nó phun được chứ. Bây giờ công nó cắt cỏ rồi mà giờ nó đau rồi không rồi. Nó cắt cỏ rồi chứ cắt ngày này nữa rồi chiều nay anh lo anh phun như trời nó biết nào. Quất cước hết làm vậy? Quất cước hết. Còn bữa phun máy thuốc chặn đọt rồi anh phun như đâu cho nó phun. Đúng rồi, chặn đọt cái lại nấm đồ rầy rẹp là mình vớt hết. Bữa anh mày kéo đọt đồ là cho nó phun xí xác. Cũng muốn hai công nó phun một ngày vậy xong. Còn còn một mình anh phun tới 3 ngày lần. Ông tùy vào cái kiểu nó, ví dụ dưỡng cây hay mát cây rồi là để công phun thoải mái. Anh bữa kéo đọt hay chặn đọt anh cũng kêu công phun hết. Anh gì á? Có bữa thằng Cali là anh mới phun không? Kích hoa như trên anh vẫn dùng cái đuôi lăng cao à? Anh dùng lăng không? Lăng không đúng không? Anh dùng gốc lăng không? Anh đâu có dùng không Cali. Năm nay anh cũng dùng lăng không? Kích hàm lượng lăng cao là được. 10 60. 10 60. Như không có 10 sao nữa. Ý 60 10 vậy. Cái gì 10 60? 60 10 là B với K thôi. B với K không à? 60 10. Như không có đạp. Đúng rồi, 60 10 là năm điều đầu 60 10 rồi, anh mua 60 10 B với K N70 là 60 10, không có góc đạp. Được rồi. Anh phun có 2 lần em mới mà thì anh cũng bỏ về bê, anh cũng đâu bỏ lăng đâu sợ anh bỏ DB hả? 1 cây hả? Đó bỏ nhiêu ký à? Thì 1,5 kg, 2 kg cũng có, 1,5 kg cũng có. Bữa em tìm hiểu là cái DB mình bỏ đối với cái nước tưới của mình ở pH nó cao thì nó ok hơn so với lăng. Thằng lăng ít hấp thụ, nói chung thằng lăng thì lăng ít hấp thụ đúng không? Thằng lăng nó hơn nó có canxi rồi. Mà dưa kẽm rồi, nói chung nó có trong nguyên lượng đầy đủ hơn thằng 10 thằng kia. DB hả? Thằng DB thì anh mua trong lượng anh bỏ thêm. Bo kẽm, rải trong trộn trong hả? Không, bo kẽm anh rải riêng, anh rải thêm còn cả ký. Bo kẽm dưa canxi rồi anh bỏ riêng rồi nói. Hôm nay giờ tới giờ là thấy đỡ rồi đó, không đi đọt là thấy được. Rồi đọt mà không đi đơn giản, không đốt mà không đi, mà đốt nó hư coi, nó xuống coi ghét ghê luôn. Nếu mà đốt cái này mà 1 tháng là phải mới cứ dìu. Tại là nó trụi lá quá, anh buộc anh phải dìu đường lá hay lá, làm về lá nó không làm về không nổi. Mà của anh em thấy nó thấp thấp mà sao gió dữ ta? thấp hơn so với cái độ cao bên kia mà. Nó uốn nát hết rồi mà nó uốn. Năm nay có hai đợt gió làm đấy, nát đọt à. Hai đợt gió anh là xong. Dạ yeah, em thấy cái mé kia anh cố tình anh cho đi đọt trước, bông đi sau ấy là bông anh nó lọt sọt nó đều này. Là em thấy nó đi coi nào đi cũng dư hết. À. Ví dụ là mấy bên không gió như là nó cái cao anh cho đi trước ấy, đi đọt trước bông sau ấy là nó đi dư luôn. Có coi nó đi lại hai bài lá kiếm, hai bài lá mửa luôn ấy. À. Nó đi tập nó đi cao tư, còn mấy bên này nó uốn hai đợt luôn. Nó ra được một hai lá uốn nát, ra một hai lá uốn nát. Bữa nay nó mới đi lại sao nó kịp được. Hôm bữa bên em á, em vô một cái tức là gió nó đánh nát cái dàn lá một bên rồi đúng không? Xong mới đầu cái nó ngưng đâu được thời gian, cái nó nhú cái phía đang bị mắc lá đó. Cái người chắc hết gió rồi. Em ép nước vô quá trời, cái nó gặp lại gió nó đánh gian rồi bác. Anh tưới cứ là nghỉ một ngày một tiếng. Những ngày anh tưới một tiếng, tưới lai láng luôn cho đầy đọt. Anh tưới là anh không tưới nhiều nhưng mà cứ một tiếng là anh tưới, ngày nào nghỉ ngày tưới, ngày tưới này. Còn bữa là anh kiếm đọt ấy. Ngày nào anh cũng tưới luôn. Ngày nào anh tưới nửa tiếng. Tưới tao nó đọa nó lúc nào cũng có đi đọt ấy, cuối cùng vừa đi xong lơ chơi ra là hai bà lá quấn nát luôn. Quấn nát. Em cũng vậy. Kéo ba lần đầu, bữa nay cái lần này chấp nhận kéo kịp đốt luôn ấy. Không, tưởng là phải đốt thôi. Thế anh đốt như bây giờ kêu 10 ngày nữa nó về lá, nhưng mà đọt cái mùi gió nó đi ghê quá. Nhưng mà gió nó đánh thì cái nó dễ đi đọt lại lắm. Nó ngưng tí là như anh đốt đọt mà đốt mũi giáo ấy là có một hai lá là phải làm giá vô mưa phải 20 ngày mới đốt một lần. Chứ còn mà chuột ở đây là tỷ lệ nó đi ghê lắm, cứ nửa tháng chắc hơn mà nửa tháng. Bắt đầu nó sẽ nhị xong mà anh nhớ nước là bắt đầu đi á. Nó đi nó đi phải hơn. Bây giờ là không có công nữa, sau khi chỗ nhị là không cho đi em ra đường nữa đâu. Nó chỉ đỏ là lo hơ đâu. Đỏ là hơ đầu, hơ chừng 2,5 năm. Nếu đánh hơ 2,5 năm là nó tiêu quá. Không, trước giờ em cứ nghĩ thì MKB là mình xịt là nó đen luôn cái hạt gạo nha. Không đen gì đâu, anh xịt thử 2,5 kg mà thấy nó đâu đen, nó đi lại liền à. Ngoài pha chỉ làm về lá, nó mửa lá nào chỉ nhanh về lá đó. Nó chắc cái lá lại thôi. Nó nhanh về, nó y như thằng cây ly trắng hay cây trắng mưa anh phun năm cưới anh phun mà đúng là ra lá nào về đó. Nó già nhanh. Nó già nhanh cũng cháy lá đâu. Anh phun 5 kg nó cũng cháy mà phun hai lần. Anh cách nhau 3 ngày phun luôn, cách nhau 3 ngày phun ý là phun cách nhau 3 ngày phun lại để cho thử nó có đứng đòn không? Không đứng nào. Không đứng. Tại là nó cuối cao nó đứng, chứ còn cao anh mới 1-2 lá nó không đứng. Anh kìm rầy vô nó thì nó quán đòn. Mình chưa vậy dám thôi, nói chung là mình chưa dám tại mà đậm tí là nó quắn. Mấy anh kêu mua cái bơ cộng trò vô là nó quắn mà mình chưa dùng, chưa dám. Dạ. Ra nhà anh Nghĩa lúc nào cũng được nước dừa quá. Dừa thì có. Không, nhưng năm nay ra là em thấy nhiều cây có trái hơn rồi á, năm trước mấy cây trong kia chưa có mấy. Cây đừng quá chục coi. Đủ. Số ra bỏ bẹ rồi bơm la đâu dọn đồ đâu. Canh được khúc Tết bán. Mấy cái đó nhỏ canh khúc Tết bán được. Vậy mày ở đây cũng thấy cũng chưa có gì. Chưa ngày mua. Mấy năm trước thì nó bán Tết một cái 20-25 ngàn, nay còn 15 ngàn em. 20 ngon vậy. 20 nó nói mình thì có 10 ngàn vậy, không tới. 7-8 ngàn được rồi, không bán trái dừa không biết đâu, nhưng mà câu anh đâu có nhiều đâu mà cũng không hỏi, mình ít quá cũng đâu hỏi để nó lớn mình ăn mất rồi bữa sau mình phun thuốc có đâu uống.